Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Nay bên em thì làm một cái video giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu máy nâng tiếng mà hiện tại bên em đang có và cũng đang là những cái sản phẩm mà bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Thì thưa quý vị và các bạn, trong bộ karaoke nhà quý vị và các bạn và những cái dàn nghe nhạc rất là cần những chiếc máy nâng tiếng để cho xử lý giải nâng các cái giải bát trung chét chi tiết rõ ràng cho các bác nghe nhạc và karaoke nó thêm phần chi tiết. Thì thưa quý vị, trước mặt quý vị và các bạn là đầu tiên thì em xin giới thiệu đó là một chiếc máy nâng tiếng mà mới nhất trên thị trường hiện nay. Đó là một dòng máy nâng tiếng mang thương hiệu TD Acoustic, mã sản phẩm là Ultra 800. Vâng, mã sản phẩm là CB800 Ultra, với thiết kế rất là tinh tế, rất là hiện đại và có màn hình hiển thị đèn nháy của hai kênh, kênh CS1 và CS2. Và quý vị và các bạn không để đèn nháy thì quý vị có thể ấn chuyển sang, nó sẽ hiển thị logo của TD Acoustic. Vâng, một mẫu máy nâng tiếng rất là hiện đại. Và đây cũng là những sản phẩm chính hãng. Vâng, các bác mua về đều có những cái tem xác thực chính hãng, cào mã để các bác xác thực sản phẩm chính hãng. Vâng, đây là chiếc tem của xác thực chính hãng của TD Acoustic, và một tem này là sản phẩm mới và chiếc tem mà được hãng sản xuất mới nhất năm 2020 cho cái sản phẩm chính hãng của thương hiệu TD Acoustic. Logo TD các bác trên lưng. Tem ngày tháng năm sản xuất và mã vạch. Vâng, tiếp theo đó là một sản phẩm của thương hiệu DB Acoustic, cũng không kém phần hot trên thị trường. Sản phẩm chính hãng của công ty DB Acoustic. Vâng, bên em thì chuyên cung cấp những sản phẩm chính hãng nên là các bác rất yên tâm khi mà mua sản phẩm bên em, đều có tem mã quét kiểm tra sản phẩm chính hãng. Vâng, và bác nào mà chứng minh được những sản phẩm mà bên em cung cấp như những chiếc máy nâng tiếng này mà là không phải sản phẩm chính hãng thì bên em sẽ hứa sẽ đền tiền gấp 5 lần, gấp 10 lần các bác. Vâng, đây là giao diện của chiếc máy nâng tiếng của thương hiệu DB Acoustic, có mã sản phẩm là EX200. Vâng, với những chiếc máy nâng tiếng của DB Acoustic thì được thiết kế phay nhôm màu trắng, các bác có thể ghép với những cái cấu hình đồng bộ của DB Acoustic rất là hay các bác nhá. Và với chiếc máy nâng tiếng của thương hiệu DB Acoustic với giá hiện tại thì đang có giá rất là tốt, chỉ với 1.650.000 bao ship toàn quốc, và quý vị được tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối. Vâng, bác nào kết nối âm ly thì em sẽ tặng jack kết nối âm ly, và bác nào kết nối cùng với vang cục đẩy thì em sẽ tặng cặp jack Canon để kết nối với cục đẩy. Và tiếp theo là một sản phẩm mà đã rất là hot trên thị trường, đó là một sản phẩm của thương hiệu TD Acoustic, mã sản phẩm là CB600 Pro. Đây là một chiếc máy nâng tiếng đình đám và đã làm lên tên tuổi của thương hiệu DB Acoustic. Vâng, sản phẩm chính hãng các bác nhé, có logo dập nổi TD Acoustic này. Vâng, tem chính hãng và tem cào xác thực sản phẩm. Vâng, với chiếc máy nâng tiếng TD, mã sản phẩm là CB600 Pro thì bác xin được báo giá với hiện tại là 1.450.000 đồng bao ship toàn quốc và tặng quý vị và bạn dây jack. Vâng, và trong chương trình hôm nay thì cũng là bên em ghép
để mời các bác kiểm tra chất âm của chiếc máy nâng tiếng CB800 Mucha. Thì đây cũng là một cái đơn của anh Tôn, anh ở Thuận An, Bình Dương. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe và cảm nhận chất âm của chiếc Vâng, em vừa rồi em vừa tắt chức năng nâng tiếng các bác nhá. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận chất âm. Và em sẽ bật chiếc máy nâng tiếng. Vâng, và quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với bên em với số điện thoại 0912 629 059. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em.